Chương trình đồng hành cùng nhân dân của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì với việc ra đời của dịch vụ cho thuê âm thanh di động thì cái tình trạng mà mở nhạc quá lớn, mở âm thanh quá lớn tại các đám tiệc càng trở nên phổ biến và gây bức xúc trong cộng đồng dân cư. Và liệu là việc mở âm thanh quá lớn như thế này thì nó có vi phạm hay không? Các ngành chức năng đã có những cái biện pháp gì để chấn chỉnh và việc xử lý cái tình trạng này thì theo quy định nào? Trong chương trình đồng hành cùng nhân dân ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay các vị diễn giả. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Thương là Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp. Và vị diễn giả thứ hai tham gia chương trình đó là bà Vũ Thị Nhung là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp. Các vị diễn giả tham gia chương trình sẽ giải đáp trực tiếp những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan đến việc xử lý tình trạng âm thanh vượt độ ồn theo quy định của pháp luật về môi trường. Và ngay bây giờ thì quý khán giả theo dõi chương trình có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua số máy rất là quen thuộc 0673855333 để nêu những thắc mắc. Các diễn giả của chương trình sẽ giải đáp trực tiếp những thắc mắc của quý vị và các bạn. Dân thưa quý vị, khi mà thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng đã ghi nhận được khá nhiều ý kiến bức xúc liên quan đến cái vấn đề đó là mở âm thanh quá lớn trong các đám tiệc. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi những ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được. Nên cần nên chấn chỉnh, càng sớm càng tốt. Đám tiệc thì chơi phim mình cũng nói, thí dụ trong khi đó là bình thường là chơi 7-8 giờ cũng có, mà nó mở, nó phải là mở hết mức tôn mà dách nhà là giật sàn sàn này nè. Còn mở nhạc thì 9-10 giờ, mà lâu lâu có đám tiệc cũng mở thường xuyên vậy đó. Có khi là vui chơi này kia cũng mướn gì là mở. Âm thanh là mở lớn như là quá tải, rồi không có nghỉ ngơi được. Đó cũng là bức xúc chung của nhiều người dân tại Đồng Tháp trước những phiền toái từ tiếng ồn mà nhạc sống hay các loại hình karaoke di động mang lại. Nếu trước kia chỉ là phục vụ trong tiệc mừng thì nay bất cứ đám tiệc nào hay chỉ cần có khách cũng có thể thuê nguyên dàn nhạc sống về góp vui bất kể giờ giấc. Những âm thanh chát chúa, đinh tai, nhức óc phát ra từ dàn nhạc sống mở hết công suất như thế này gây đảo lộn cuộc sống của những người xung quanh. Vâng ạ, vừa rồi là những ý kiến mà chương trình đã ghi nhận được liên quan đến những bức xúc của người dân về cái tình trạng mở âm thanh quá lớn tại các đám tiệc. Mà theo như người dân chia sẻ thì bây giờ không chỉ là trong đám tiệc mà kể cả là ở nhà bình thường, người ta thích thì người ta cũng mở những cái, chẳng hạn như là những đầu karaoke chẳng hạn, nhưng mà âm thanh rất là lớn, thậm chí là mở đến tận giờ khuya, 9-10 giờ tối chẳng hạn, thì gây rất là nhiều khó chịu cho người dân xung quanh. Thì không biết là về cái vấn đề này thì ý kiến của các vị diễn giả như thế nào? Đầu tiên thì xin được mời ông Nguyễn Ngọc Thương ạ. Kính thưa quý khán thính giả xem đài, trước hết thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chân thành cảm ơn sự quan tâm của bà con đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với lĩnh vực cho thuê âm thanh cũng như hát karaoke quá lớn. Trước tiên chúng ta phải nói rằng việc mà ca hát đó là một cái nhu cầu chính đáng của nhân dân. Đó là một cái nhu cầu giải trí lành mạnh cần thiết trong đời sống văn hóa văn nghệ. Bởi vì trong điều kiện hiện nay các thiết chế văn hóa chúng ta nhất ở cơ sở còn hạn chế, cho nên việc các dịch vụ cho thuê hát karaoke hay cho thuê âm thanh đã góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức về văn hóa, văn nghệ của nhân dân. Đây là một hoạt động trong những hoạt động văn hóa công cộng được nhà nước chúng ta công nhận và đảm bảo thực hiện ở những văn bản vi phạm pháp luật. Thứ nhất, đó là theo quyết định số 308 của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 11 năm 2005 ban hành cái quy chế thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Văn bản thứ hai đó là nghị định 103 của Chính phủ ngày 6 tháng 11 năm 2009 về cái quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Văn bản thứ ba đó là cái thông tư 04 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện cái quyết định 308 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cái nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chúng ta hiện nay có trên 700 cá nhân có hoạt động kinh doanh dịch vụ âm thanh
tại các đám tiệc gia đình. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động vì một cái điều kiện vui quá khích cho nên mở cái âm thanh nó quá lớn, làm cho độ ồn ảnh hưởng đến cái môi trường, đến đời sống của mọi người xung quanh, thậm chí là phản cảm rất lớn đối với môi trường của xã hội. Như quý khán giả vừa xem cái phản ánh qua cái video clip mà chúng ta vừa xem, vấn đề xác định cái độ ồn về âm thanh từ sinh hoạt ca hát tại đám tiệc, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chúng tôi đã được Ủy ban tỉnh giao nhiệm vụ là đầu mối để chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về độ ồn, về âm thanh, đã tìm cái biện pháp để phối hợp chỉ đạo chấn chỉnh để khắc phục cái tình trạng này trong thời gian tới đúng quy định pháp luật, đồng thời đối với người dân cũng biết cái ranh giới giữa cho phép và quy định sai quy định pháp luật, và đối với hộ kinh doanh dịch vụ và cho thuê âm thanh cũng biết được cái gì là sai để chúng ta thực hiện đúng quy định của pháp luật. Dạ, vâng ạ. Còn ý kiến của bà Biểu Thị Nhung thì như thế nào ạ? Kính thưa quý khán giả, thì như chúng ta đã biết thì hát nhạc sống là một trong những cái loại hình giải trí mà phù hợp với xu hướng cũng như là cái loại hình văn hóa văn nghệ hiện nay của người dân. Điều này thì pháp luật không cấm nhưng mà chúng ta phải thực hiện theo quy định. Thì trong thời gian vừa qua thì cái loại hình mà hát nhạc karaoke rồi là hát dàn nhạc di động thì phát triển mạnh mẽ ở tỉnh ta. Người ta hát không những trong đám cưới mà trong thôi nôi, đầy tháng, đám giỗ. Thậm chí là khi vét mương người ta cũng nhướng cái dàn karaoke di động đến. Thì một người đứng trên bờ hát, người xuống vét mương cứ thay phiên nhau. Và có những cái người thì là muốn khoe cái giọng hát của mình cho nên cũng mở cái loa hết lớn. Còn những cái người mà khoe cái công suất, cái dàn nhạc của mình cũng mở cái loa hết công suất. Cho nên là cái tiếng ồn đã ảnh hưởng tới cái đời sống của người dân ở khu vực xung quanh. Vấn đề là sẽ không có cái gì đáng nói nếu mà chúng ta kiểm soát được tiếng ồn, không gây phiền hà cho người dân cũng như là cái cộng đồng sống xung quanh. Như vậy thì vấn đề ở đây là chúng ta phải kiểm soát như thế nào. Và theo tôi á, thì cái vấn đề kiểm tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm á, là một điều cần thiết chúng ta phải làm. Tuy nhiên thì cái vấn đề chính ở đây là làm sao cho cái mọi người khi mà sử dụng cái dịch vụ này phải ý thức được và làm sao không gây phiền hà đối với người dân. Thì trong thời gian vừa qua thì Sở Tài nguyên Môi trường với vai trò chức năng quản lý nhà nước có cái chức năng là xử phạt trong cái vi phạm về tiếng ồn thì cũng đã phối hợp với lại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan cũng đã kiểm tra một vài điểm mang tính chất cảnh báo để thuyết phục giáo dục người dân có những cái hành vi mà khi sử dụng những cái loại hình dịch vụ này phải có ý thức không gây tiếng ồn ảnh hưởng tới người dân xung quanh. Bởi vì khi một người mà tiếp xúc lâu dài với tiếng ồn thì có thể ảnh hưởng tới là mất ngủ, suy nhược thần kinh, ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp và về lâu dài thì có thể suy giảm tới thính lực. Dạ, xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ của bà. Thưa ông Nguyễn Ngọc Thương ạ, như ông trình bày ngay từ phần đầu thì về phía ngành du lịch của chúng ta là đơn vị chủ trì phối hợp với những cái đơn vị liên quan để thực hiện cái việc chấn chỉnh cái tình trạng mở âm thanh quá lớn, tức là tình trạng vi phạm về cái tiếng ồn. Thì những cái biện pháp cụ thể của ngành mình đưa ra là những cái biện pháp nào? Như tôi vừa trình bày, góc độ quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là quản lý về nội dung của bài hát. Còn quản lý về độ ồn quá lớn là do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Thì tuy nhiên, thời gian vừa qua, để tập trung đầu mối thì Ủy ban tỉnh đã có ban hành công văn 224 ngày 5 tháng 8 năm 2016 giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là đầu mối phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và các cái sở ban ngành đoàn thể có liên quan với huyện thị để tập trung chỉ đạo chấn chỉnh cái hoạt động này. Đối với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, sau khi thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì sở đã ban hành ngay sau đó hai văn bản. Văn bản 888 ngày 11 tháng 8 năm 2016 để yêu cầu các huyện thị rà soát chấn chỉnh. Văn bản thứ hai, văn bản 978 ngày 21 tháng 9 năm 2016 để tiếp tục yêu cầu Phòng Văn hóa Thông tin tham mưu phối hợp với các cái phòng chuyên môn có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh có hiệu quả hoạt động này. Nhiệm vụ thứ hai
đó là Sở Văn hóa sẽ chủ trì, đã chủ trì với Sở Tài nguyên Môi trường cùng với Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, rồi các cái đài phát thanh truyền hình, cổng thông tin điện tử, các cơ quan thông tin báo chí và phòng văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố để tìm cái giải pháp thống nhất, chúng ta chỉ đạo chấn chỉnh, lập lại trật tự công tác này trong thời gian tới. Thì qua cái hội nghị này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với Sở Tài nguyên Môi trường cũng như các ngành có liên quan đã thống nhất cái biện pháp. Thứ nhất, đó là chúng ta tập trung ưu tiên để thực hiện cái biện pháp tuyên truyền, giáo dục là chủ yếu để thuyết phục cho nhân dân hiểu rõ được cái quy định của pháp luật. Dù hát là hoạt động bình thường, nhưng chúng ta hát quá lớn, âm thanh quá công suất, tạo ra sự phản cảm, đó là vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng chỉ đạo các phòng văn hóa thông tin các huyện thị rà soát trên địa bàn huyện thị toàn bộ cái hệ thống cơ sở cho thuê dịch vụ karaoke, cho thuê dịch vụ âm thanh và các người thuê âm thanh, để chúng ta thống nhất cam kết thực hiện, khi thực hiện dịch vụ này đảm bảo các yêu cầu, thứ nhất là về nội dung, thứ hai là thời gian, thứ ba là độ ồn, để cho các dịch vụ này cùng với người thuê dịch vụ chủ động để thực hiện tốt hơn. Nhiệm vụ thứ ba đó là phân nhóm đối tượng đang hoạt động trên địa bàn, chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất là các cơ sở cho thuê dịch vụ hoạt động rất bình thường, thì chúng ta khuyến khích động viên hoạt động đúng theo quy định của pháp luật như tôi đã trình bày. Nhóm thứ hai là những cơ sở dịch vụ có dấu hiệu vi phạm được nhân dân phản ánh, thì chúng ta tuyên truyền giáo dục các quy định của pháp luật mà cơ sở này đã vi phạm, để cho các cơ sở này người ta cam kết thực hiện đúng quy định trong thời gian tới. Và đặc biệt là nhóm thứ ba, theo phản ánh của nhân dân cũng như bà con, thì cơ sở dịch vụ nào mà cho thuê hoặc tổ chức hát quát độ ồn theo quy định một thường xuyên liên tục đã được nhắc nhở, thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện các cái thủ tục đúng theo quy định pháp luật để xử lý vi phạm hành chính. Qua thực hiện các biện pháp như thế, đến nay gần 2 tháng, một cái tình hình chung rất đáng mừng là hầu hết các huyện thị chúng ta đã lập lại một trật tự kỷ cương. Đa số trên 700 cơ sở này đều thực hiện khá tốt cái quy định của pháp luật về quản lý, cho thuê hoặc là hát karaoke đúng quy định. Tuy nhiên, như bà con đã phản ánh trong video clip vừa rồi, vẫn còn một số cá nhân, hộ gia đình trong tổ chức tiệc gia đình, tổ chức một sự kiện hay một vấn đề nào đó do quá khích, hay là trong một phút là có rượu, có ly bia, nó phấn khích với bạn bè cho nên hát rất lớn, thậm chí là sử dụng âm thanh để cho cộng đồng xung quanh thưởng thức cái giọng hát của mình một cách rất là tự nhiên. Tuy nhiên, những vấn vi phạm này nó có tính chất là đột xuất, lâu dài mới có, chứ không phải là bình thường. Nếu bình thường thì chúng ta sẽ thực hiện các thủ tục xử lý hành chính theo quy định. Dạ, như vậy là việc mà thuê sử dụng những cái dàn âm thanh di động thì rất là phổ biến, nhưng mà đa phần là trong những cái tiệc vui. Nhưng mà theo cái tâm lý chung đó là đối với những người mà thuê cái dàn âm thanh này á, khi mà chúng ta có một chút rượu, chút bia như là ông Thương trình bày á, thì cái việc mà quá khích, cái tinh thần quá khích cũng mong muốn là những cái người mà điều khiển âm thanh đó cần phải đẩy âm thanh thật là lớn lên để hát cho thoải mái, để nghe nhạc cho thoải mái, thì chính điều đó nó cũng ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Qua đó thì chúng ta thấy là không chỉ những người cho thuê dịch vụ được tuyên truyền, được nâng cao ý thức về cái vấn đề chấp hành đảm bảo quy định về cái tiếng ồn, mà cả những cái người sử dụng dịch vụ chúng ta cũng phải có ý thức trong việc sử dụng dịch vụ của mình. Thưa bà Vũ Thị Nhung nhiều khán giả cũng có cái thắc mắc đó là cái việc mà mở nhạc tại các đám tiệc hàng quán á, thì mở như thế nào được xem là vi phạm, và cái vi phạm này thì vi phạm vào những cái quy định gì ạ? Thì theo khoảng 8 điều 7 của luật bảo vệ môi trường 2014 á, thì cái việc gây tiếng ồn mà vượt quá cái quy chuẩn cho phép thì được coi là cái hành vi vi phạm bị cấm. Và cái chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các tổ chức cá nhân mà gây tiếng ồn quá mức á, thì phải thực hiện các biện pháp như là
phải giảm thiểu, kiểm soát và xử lý tiếng ồn đạt cái quy chuẩn 26 của Bộ Tài nguyên Môi trường năm 2010. Và cái quy chuẩn cho phép đối với tiếng ồn ở trong khu dân cư á, thì từ 22 giờ tới 6 giờ sáng hôm sau là quy chuẩn cho phép là 55 decibel. Còn đối với lại từ 6 giờ sáng đến 22 giờ thì là 70 decibel. Riêng đối với những khu vực đặc biệt như là trường học, bệnh viện chẳng hạn thì là cái độ ồn cho phép là 55 decibel. Còn theo cái nghị định 179 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo tiếng ồn á, thì là đối với những cơ sở mà gây tiếng ồn mà vượt quá mức cho phép thì cái bị xử phạt cái từ khoảng là từ 5 triệu cho tới 160 triệu. Nếu mà tiếng ồn mà vượt quá từ 1 đến 5 decibel thì bị phạt từ 1 đến là 5 triệu, mà vượt trên 40 decibel thì phạt từ 140 đến 160 triệu. Bên cạnh đó còn phải thực hiện các biện pháp bổ sung như là phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rồi phải buộc đình chỉ hoạt động, hoặc là phải trả cái phí trưng cầu giám định đo đạc tiếng ồn. Ngoài ra thì theo cái nghị định 167 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự thì Ủy ban nhân xã phường cũng có quyền xử phạt đối với những cái hoạt động gây ồn, gây náo động ở khu dân cư với mức phạt từ 100 đến 300 ngàn đồng và cái hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật đã vi phạm hành chính. Dạ, vâng ạ. Thưa bà, với những cái quy định trên đó thì những cái đơn vị nào có trách nhiệm kiểm tra và xử lý ạ? Với những quy định trên thì các cái đơn vị mà có trách nhiệm kiểm tra xử lý đó là thứ nhất là Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường, rồi phòng chống tội phạm về môi trường, phòng tài nguyên môi trường các huyện thị và ủy ban nhân dân các cái xã phường phối hợp với lại cái phòng văn hóa thông tin thể thao và du lịch, nói chung là cái đội kiểm tra liên ngành đó là cái mức phạt, cái quyền xử phạt á, là thuộc về Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường và lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường. Dạ, vâng ạ. Xin được cảm ơn những thông tin của bà. Thưa quý khán giả, như bà Vũ Thị Nhung đã trình bày thì quy định của pháp luật đã có, mức xử phạt cũng khá là cao. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng là sẽ rất là khó trong việc kiểm tra xử lý các cái vi phạm liên quan đến lĩnh vực văn hóa, nhất là khi mà gia đình lại có tiệc vui nữa. Thì không biết là ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Thương thì như thế nào? Xin được mời ông. Phải nói rằng việc mà xử lý hay kiểm tra xử lý vấn đề độ ồn là khá là phức tạp, phải sự phối hợp tốt. Như tôi đã nêu trên, đối với các thiết bị âm thanh mà phục vụ đập tiệc cưới gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của những hộ xung quanh, thì các cơ quan chức năng xử lý được như thế nào? Hiện nay chúng ta có mấy cái lý do mà chúng ta chưa xử lý một cách nghiêm. Thứ nhất, đó là đối với cơ quan chức năng cho rằng việc ca hát là hoạt động văn hóa, đặc biệt là trong việc tổ chức đăng cái tiệc hay là một sự kiện gì đó đang vui hát lớn mà ta ra lại ta xử lý ngay, đó là chuyện thứ nhất là một hành vi văn hóa, thứ hai là việc tế nhị, thứ hai nữa các anh nhận thức rằng lâu lâu mới có một sự kiện hát một lần nên nó có một hành vi vi phạm đột xuất như thế, chúng ta phạt cũng cảm thấy nó có gì đó nó hơi quá. Cái thứ ba đó là đối với xử lý vi phạm hành chính, đã nói vi phạm hành chính thì xử lý phải có tang chứng, có vật chứng. Mà chuyện này trong cái nghị định 179 mà của ngành tài nguyên môi trường xử lý về độ ồn là người ta phải đo được độ ồn tới đâu để chứng minh rằng độ ồn đó là vượt ngưỡng cho phép thì mới xử lý được. Chứ không phải nói là độ lớn hay là bà con xung quanh người ta phản ánh là hát lớn khó chịu thì người ta đem ra người ta phạt là cũng không đúng quy định của pháp luật. Chuyện đó là chuyện khó nhất trong việc phối hợp xử lý hiện nay. Nhưng mà như vậy là cái việc mà kiểm tra cũng rất là khó rồi, huống chi đến cái việc xử lý đúng không ạ? Nó liên quan đến văn hóa thì cũng rất là khó để thực hiện. Tuy nhiên cũng xin được lắng nghe ý kiến của bà Vũ Thị Nhung ạ. Cái tình trạng mà xử lý trong thời gian qua thì có xảy ra chưa ạ? Và ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào ạ? Trên thực tế thì cái việc kiểm tra cái độ ồn đối với các loại hình mà hát karaoke cũng như là hát nhạc sống thì cũng gặp một số khó khăn. Thứ nhất là cái vấn đề đầu tiên đó là khi một cái cơ sở hoặc là cái tổ chức cá nhân gây ồn thì ai là người phát hiện, người lập biên bản và xử lý vi phạm.
thì cái việc kiểm tra đo độ ồn á thì phải là thành lập một cái đoàn kiểm tra liên ngành, và cái đoàn kiểm tra liên ngành này phải có các cái cán bộ am hiểu về chuyên môn kỹ thuật và phải có người sử dụng thành thạo cái máy đo độ ồn. Thứ hai đó là cái khó nữa là khi mà phát hiện cơ sở hoặc tổ chức cá nhân gây ồn thì khi cái đoàn thanh tra kiểm tra tới thì người ta lại mở cái loa nhỏ xuống, cho nên cái chứng cứ để xử phạt thì cũng tương đối khó. Và thứ ba là cái xác định cái chủ thể để chúng ta xử phạt làm sao cho hợp lý, là chúng ta phạt cái người cho thuê dàn âm thanh hay là cái người thuê âm thanh. Và cái việc lập biên bản và xử lý vi phạm thì theo thẩm quyền của ai như thế nào, thì đối với loại hình này thì hiện nay ở Trung ương cũng chưa có một cái văn bản cụ thể nào quy định đối với cái xử phạt đối với loại hình này, mà hiện nay chúng ta đang áp dụng theo cái nghị định 179 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thì cái này là thẩm quyền xử phạt thuộc chánh thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường cũng như là lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường. Riêng thanh tra của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch á, thì khi mà đi thanh tra kiểm tra thì cũng dừng lại ở mức là lập biên bản nhắc nhở và buộc không tái phạm. Còn đối với ủy ban nhân xã phường á, thì hiện nay khi mà người dân phát hiện thì phản ánh tới ủy ban nhân xã phường, nhưng mà hiện nay ủy ban nhân dân xã phường lại không có được trang bị cái máy đo độ ồn, cho nên là cũng phải nhờ tới các ngành chức năng để mà hỗ trợ trong cái việc đo đạt và xác định cái mức độ gây ồn. Tuy nhiên thì theo chúng tôi là cái vấn đề này nó cũng khó, nhưng mà không phải là chúng ta khó mà chúng ta không thực hiện được. Nếu có sự quyết tâm vào cuộc của các ngành, các đoàn thể cũng như là cái sự xử lý vi phạm một cách nghiêm khắc, thì tôi tin rằng cái hoạt động dịch vụ này cũng sẽ bị sẽ giảm dần và sẽ mang lại cái sự trong lành cho người dân trong thời gian tới, nhất là cái dịp Tết gần đây. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bà. Thưa quý khán giả, từ đầu chương trình cho đến bây giờ thì các diễn giả tham gia chương trình cũng đã chia sẻ rất là nhiều thông tin liên quan đến việc xử lý vi phạm về tiếng ồn, ô nhiễm về tiếng ồn. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của quý khán giả xem đài. Trước tiên thì xin được mời bà Vũ Thị Nhung sẽ giải đáp thắc mắc cho khán giả Nguyễn Văn Thuấn ở Lấp Vò, Đồng Tháp với nội dung câu hỏi như sau. Nhà hàng xóm gần tôi khoảng 11 giờ đến 12 giờ trưa là bật karaoke gia đình với âm thanh rất lớn. Điều này thì có vi phạm hay không? Và nếu có thì sẽ bị xử lý ra sao ạ? Xin chào anh Nguyễn Văn Thuấn. Chúng tôi rất là cảm ơn cái câu hỏi của anh đã quan tâm tới chương trình. Thì đối với câu hỏi của anh thì nếu mà anh phát hiện một cái nhà hàng xóm mà mở cái nhạc karaoke khoảng 11-12 giờ, thì nếu mà từ 11-12 giờ là cái giờ nghỉ trưa của người dân, cho nên là nếu mà phát hiện vi phạm thì anh có thể báo, nếu mà cái điều này xảy ra và cái độ ồn lớn á, thì nếu mà anh báo cho các cơ quan chức năng á, và đến đo độ ồn mà cái độ ồn này vượt cái quy chuẩn là cho phép á, thì sẽ bị xử lý theo như cái nghị định 179 mà chúng tôi mới trình bày ở đầu chương trình. Nếu mà vi phạm từ một dưới 5 dB thì bị phạt từ 1 đến 5 triệu, mà vi phạm trên 40 dB thì bị phạt từ 140 đến 160 triệu. Xin cảm ơn câu hỏi của anh và mong rằng cái trả lời của tôi cũng làm anh hài lòng. Dạ, nhưng ạ, xin được cảm ơn phần giải đáp của bà. Tiếp theo sau đây thì xin được mời ông Nguyễn Ngọc Thương sẽ giải đáp thắc mắc cho chị Lê Thị Chanh ở Ba Sa, huyện Cao Lãnh, cũng cùng một cái tình trạng giống như vị khán giả lúc nãy, đó là cỡ 11 giờ ở nhà gần bên thường xuyên mở karaoke quá ồn. Như vậy thì có biện pháp nào để ngăn chặn hay không ạ? Cảm ơn chị Lê Thị Chanh ở Ba Sa, Cao Lãnh có đặt câu hỏi. Câu hỏi này gần giống với câu hỏi của chị Nhung vừa trả lời. Có thể nói rằng là nếu mà trong lĩnh vực karaoke, cái này chúng ta phân biệt. Nếu mà lĩnh vực dịch vụ karaoke thì quy định của ngành văn hóa là ta đảm bảo cái cách âm, là nó không có độ ồn ra bên ngoài. Chúng ta nhớ điều này. Như vậy thì nếu mà hát karaoke mà để cho độ ồn ra bên ngoài là quy định của cái việc hát karaoke rồi. Tức là phòng karaoke phải cách âm. Còn cái này nếu mà ta hát, có thể là hát bên ngoài nó đổ ồn với bà con xung quanh, thì chúng ta xử lý theo cái nghị định 167. Thời gian thì quy định là từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Chúng ta vượt thời gian đó là chúng ta đã vi phạm rồi, chúng ta xử lý được rồi. Nhưng ạ, Hồng Lê nhận thấy là hiện nay ngoài cái việc mà thuê dàn âm thanh theo cái dịch vụ cho thuê âm thanh di động á, thì có rất là nhiều gia đình tự trang bị cho gia đình mình những cái dàn karaoke mà được gọi là với cái công suất khủng, dàn karaoke đắt tiền, âm thanh tốt đó,
Nhưng mà không ít gia đình chịu bỏ cái chi phí để đầu tư một cái phòng kính để hát karaoke chẳng hạn, mà cứ để bình thường, đặc biệt là để ở ngoài phòng khách để hát luôn. Thì cái việc này nó có được căn cứ ảnh hưởng đến cái quy định về độ ồn hay không, quy định về tiếng ồn hay không ạ? Nhưng vấn đề là tôi xin mời ý kiến của bà Nhung thì sao ạ? Đối với trường hợp mà chúng ta karaoke mà không có cái phòng kính hoặc là không có các cái thiết bị chống ồn thì đây là một cái điều vi phạm về cái hành vi mà gây tiếng ồn đối với lại khu môi trường xung quanh. Điều này nếu mà được báo tới cơ quan chức năng á, thì thứ nhất là ngành, theo tôi á, thì cái ngành văn hóa thông tin cũng có kiểm tra về cái dịch vụ kinh doanh karaoke là không đúng theo quy định. Thứ hai là nếu mà về đo độ ồn, nếu mà vượt quy chuẩn cho phép thì cái cơ sở này cũng bị xử phạt theo quy định. Chứng theo hình thức hộ gia đình thì sao ạ? Theo hình thức hộ gia đình, đối với cái việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực gây tiếng ồn thì không có phân biệt là theo hộ gia đình, tổ chức hay là cơ sở dịch vụ kinh doanh. Miễn là có cái hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn cho phép thì đều bị xử phạt theo cái nghị định 179 và nghị định 167. Dạ, vâng ạ. Bây giờ thì tiếp xin mời bà giải đáp thắc mắc cho anh Tuấn ở xã Phương Thịnh của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với nội dung câu hỏi như sau. Nếu mà hát mà gây âm thanh lớn thì cơ quan nào có thẩm quyền đo độ lớn quá mức của âm thanh này? Cơ quan nào có chức năng xử lý? Vấn đề này thì bà cũng đã trình bày rồi nhưng mà cũng xin bà nhắc lại để cho khán giả này nắm rõ. Và vấn đề thứ hai anh có nêu đó là nếu Ủy ban Nhân dân xã phường hay là các cơ quan đầu ngành tổ chức tiệc có sử dụng âm thanh ca hát lớn thì sao ạ? Xin chào anh Tuấn, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Như hồi nãy tôi đã trả lời là nếu mà câu hỏi của anh có đề cập tới việc mà nếu mà hát âm thanh lớn thì cơ quan có thẩm quyền xử phạt, đó là Chánh tra Sở Tài nguyên Môi trường và lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Công an tỉnh. Và nếu mà cái ý thứ hai là nếu mà Ủy ban Nhân xã phường hay các cơ quan đầu ngành có tổ chức tiệc có sử dụng âm thanh ca hát lớn thì tôi cũng xin thông tin với anh là cái việc mà chấp hành pháp luật thì không có phân biệt là người ở trong cơ quan nhà nước hay là những người công dân thường, mà mọi công dân đều có quyền bình đẳng với nhau và phải chấp hành tốt pháp luật. Do vậy mà những cơ quan nhà nước hay ủy ban nhân xã phường mà tổ chức sử dụng âm thanh hát lớn thì cũng bị xử phạt bình thường theo quy định của pháp luật. Dạ. Tiếp tục chương trình thì xin được mời ông Nguyễn Ngọc Thương sẽ giải đáp thắc mắc cho một khán giả ở xã Mỹ Long của huyện Cao Lãnh với nội dung câu hỏi đó là câu lạc bộ đờn ca tài tử của ấp 4 xã Mỹ Long sinh hoạt từ chiều đến 22 giờ khuya thì có được hay không ạ? Cảm ơn câu hỏi này phản ánh về câu lạc bộ đờn ca tài tử của ấp 4 xã Mỹ Long. Như tôi trình bày ở câu hỏi vừa rồi, tức là thời gian quy định cho hoạt động karaoke từ là 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Như vậy câu lạc bộ này sinh hoạt đến 22 giờ là không có vi phạm. Dạ. Yeah. Nhưng mà mình cũng phải đảm bảo cái âm thanh ở một cái mức độ cho phép đúng không ạ? Thì sẽ không có quy định, sẽ không có vi phạm. Vâng ạ, xin được cảm ơn phần giải đáp của ông. Tiếp theo thì xin được mời bà Vũ Thị Nhung sẽ giải đáp thắc mắc cho khán giả Quỳnh Văn Đo ở Lắp Giò Đồng Tháp với nội dung câu hỏi là đối với dàn âm thanh karaoke thì độ ồn cho phép là bao nhiêu ạ? Kính thưa anh Quỳnh Văn Đo, thì theo quy định thì người ta không quy định cái dàn âm thanh là cái độ ồn bao nhiêu, mà người ta quy định là nếu mà anh tổ chức karaoke hoặc là loại hình hát với nhau mà cái độ ồn mà theo cái giờ giấc quy định như tôi trình bày hồi nãy mà nó vượt cái quy chuẩn cho phép là đối với từ 23 giờ tới 6 giờ sáng hôm sau là 55 decibel, hoặc là từ 6 giờ đến 23 giờ là 70 decibel, thì nếu vượt cái độ ồn đó thì phải bị xử phạt theo quy định. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Nhưng thưa bà Vũ Thị Nhung, cũng có khá nhiều khán giả thắc mắc đó là khi mà ở trong xóm của mình hoặc là trong khu dân cư của mình mà có cái tình trạng mà mở nhạc quá lớn, mở âm thanh quá lớn chẳng hạn, thì họ sẽ đến ủy ban xã để báo cáo tình hình xem coi có giải quyết được cái vấn đề gì hay không. Nhưng mà ở phần đầu chương trình đó thì bà có trình bày đó là ở ủy ban nhân dân xã thì không có những cái thiết bị để đo độ ồn chẳng hạn, thì rất là khó để can thiệp xử lý. Thì đối với những cái tình trạng này thì ở xã người ta sẽ có những cái biện pháp gì cụ thể để tránh đi cái tình trạng là cái độ ồn nó vượt quá mức ảnh hưởng đến bà con xung quanh ạ? Thì theo ý kiến của tôi thì đối với trường hợp mà chúng ta phản ánh tới ủy ban nhân xã phường thì ủy ban nhân xã phường theo tôi nghĩ là cũng phải thành lập một cái tổ kiểm tra liên ngành gồm các cái phòng văn hóa thông tin, cán bộ văn hóa thông tin, rồi ủy ban mặt trận tổ quốc hoặc là các ngành có liên quan để chúng ta xử lý cái tình huống đối với cái những trường hợp mà người dân phản ánh tới cái nơi gần nhất là ủy ban nhân xã phường. Và cái hình thức xử phạt thì áp dụng hoặc là chúng ta nhắc nhở hoặc là chúng ta là giáo dục,
Rồi nếu mà cần thiết á, thì chúng ta có thể là báo cho cái lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường. Đây là một cái lực lượng mà chúng ta có cái lực lượng này là trực 24/24, và bất kể khi nào mà cái người dân phản ánh là người ta đều có cái lực lượng cảnh sát môi trường để phối hợp và tiến hành kiểm tra xử lý kịp thời. Dạ. Cái vấn đề này chúng ta sẽ báo qua những cái địa chỉ nào thưa bà? Báo qua thứ nhất là cái đường dây nóng của phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường là 0673 620 249. Vâng ạ. Số điện thoại 0673 620 249, đây là một cái số điện thoại đường dây nóng mà nếu xảy ra cái tình trạng mà bức xúc liên quan đến âm thanh mở nhạc quá lớn tại các đám tiệc chẳng hạn, thì quý vị có thể liên hệ đến số máy này để nêu những bức xúc của mình, thì sẽ có những cái đơn vị liên quan, những người có trách nhiệm đến kiểm tra và xử lý. Tiếp theo chương trình thì xin được mời ông Nguyễn Ngọc Thương sẽ giải đáp thắc mắc cho khán giả Bùi Văn Kim ở phường 1 thành phố Cao Lãnh. Bây giờ thì nhạc cụ cho mướn quá nhiều như vậy thì có ai quản lý không, và ai sẽ đi đo độ ồn ạ? Cảm ơn anh Kim. Câu hỏi anh ý thứ nhất là việc bây giờ là nhạc cụ cho mướn quá nhiều, vậy ai quản lý? Việc quản lý cái nhạc cụ hoặc là cho thuê nhạc cụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch ở các cấp. Cái đó đã quy định trong cái quyết định 308. Còn ai sẽ đo độ ồn? Hồi nãy chị Nhung đã nói rồi. Chị Nhung đã nói rồi. Tức là quản lý nhà nước về độ ồn của ngành tài nguyên và môi trường. Dạ, vâng ạ, xin được cảm ơn phần giải đáp của ông. Bây giờ thì một câu hỏi tiếp theo đó ạ. Vấn đề này được khá nhiều khán giả quan tâm. Xin được mời bà Vũ Thị Nhung giải đáp thắc mắc cho anh Nhạn ở Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh ạ. Máy đo độ âm thanh mua ở đâu, máy sử dụng được bao lâu và bao nhiêu tiền? Ở xóm tôi thường xuyên mở nhạc loa lớn, có lẽ là do anh muốn mua một cái máy để đo, để xác định xem có vi phạm hay không. Chứ nếu mà báo cơ quan chức năng mà cơ quan chức năng đến đo không kịp thì nó cũng không có cái hiệu quả gì. Xin được mời bà. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Nhạn. Câu hỏi này thì cũng rất được nhiều khán giả quan tâm. Thì cũng xin thưa với anh là cái máy đo độ âm thanh thì phải do cái cơ quan cung cấp về thiết bị chuyên về thiết bị, về các thiết bị môi trường, và được bán ở trên các cái trung tâm dịch vụ kỹ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc là một số tỉnh thành lớn. Tuy nhiên thì cái việc sử dụng máy này á, thì là không phải là ai cũng sử dụng được, mà phải qua tập huấn về chuyên môn kỹ thuật nè, rồi phải có cái giấy chứng nhận là đã được là tập huấn và sử dụng thành thạo máy này. Và cái máy này á thì là cũng không có mắc tiền, cũng khoảng vài triệu tới 5 triệu hoặc là đến 20 triệu thôi, chứ không có mắc. Tuy nhiên là cái máy này á, nếu mà chúng ta phải kiểm định thường xuyên, nếu chúng ta không kiểm định thường xuyên thì cái máy sẽ không sử dụng được, và nếu mà chúng ta đo thì cái kết quả đo thì cũng không có hiệu lực. Chính vì vậy mà cái việc đo tiếng ồn này phải có cơ quan chức năng, được cán bộ có am hiểu về kỹ thuật, được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, và cái máy phải được kiểm định thường xuyên và phải được cơ quan có chức năng đo đạt và xuất cái phiếu kết quả phân tích cái kết quả đo độ ồn thì mới có giá trị pháp lý khi chúng ta xử phạt. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Dạ, xin được cảm ơn phần trình bày của bà Vũ Thị Nhung. Thưa ông Nguyễn Ngọc Thương ạ, như các diễn giả đã trình bày từ đầu chương trình cho đến bây giờ thì cái việc mà xử lý vi phạm về tiếng ồn nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn, và cũng có ý kiến cho rằng đó là với cái lực lượng thanh tra chuyên ngành khá là mỏng thì công tác phối hợp cũng gặp một số hạn chế nên là khó khăn trong cái công tác kiểm tra xử lý. Như vậy thì về phía ngành đã có những cái biện pháp gì để chấn chỉnh tình trạng này ạ? Đúng như chúng ta đánh giá, hiện nay cái lực lượng thanh tra chuyên ngành của ngành văn hóa nếu ở cấp tỉnh chỉ có 5 người thôi, cấp huyện thì càng ít hơn, cho nên không thể bao quát hết tất cả cái địa bàn. Chính vì thế quỹ ban tỉnh đã có quyết định thành lập cái đội liên ngành văn hóa xã hội gồm có ngành văn hóa, công an và các ngành có liên quan để xử lý những vụ việc vi phạm về văn hóa xã hội ở địa phương, ở cấp huyện, ở cấp xã. Như vậy thì đội thanh tra liên ngành sẽ thực hiện chức năng kiểm tra xử lý vi phạm ở dưới cấp huyện và cơ sở. Dạ. Như vậy thì sau cái thời gian mà tăng cường quản lý kết hợp với kiểm tra chấn chỉnh như vậy thì cái kết quả như thế nào thưa ông? Và sắp tới thì ngành của mình sẽ làm gì để tiếp tục duy trì cái kết quả đó? Qua kết quả 2 tháng chấn chỉnh, lập lại trật tự kỷ cương trong các cái hoạt động ca hát cũng như là cho thuê dịch vụ âm thanh quá lớn như thế, với kết quả đạt được ban đầu như thế
thì thời gian sắp tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục duy trì phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, với ngành công an, với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, với các đoàn thể có liên quan cũng như các phương tiện thông tin đại chúng, vẫn tiếp tục là duy trì cái hình thức hiệu quả nhất, toàn diện nhất, đó là tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục cho bà con hiểu và thực hiện đúng cái vi phạm pháp luật về hoạt động ca hát cũng như cho thuê dịch vụ âm thanh. Ngày thứ hai, đó là chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm túc hơn việc rà soát, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và cho thuê cái dịch vụ âm thanh. Ngay cả những người đi thuê cũng phải có cam kết thực hiện các cái quy định đúng với pháp luật. Thứ nhất, đó về nội dung. Thứ hai, về thời gian. Thứ ba, là độ ồn. Tiếp theo nữa là chúng ta tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt là cái đội liên ngành của cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ liên ngành ở cấp xã phát huy hiệu quả, thường xuyên hoạt động, thì cái địa bàn chúng ta sẽ quản lý chặt chẽ hơn, nó sẽ thiết thực hơn và sẽ kịp thời xử lý những cái trường hợp vi phạm. Xin được cảm ơn ông. Thưa bà Vũ Thị Nhung ạ, còn về phía Sở Tài nguyên và Môi trường thì tiếp tục sẽ có những cái biện pháp gì trong thời gian sắp tới để có thể góp phần thực hiện tốt công tác quản lý cũng như là xử lý các cái trường hợp mà mở âm thanh vượt độ ồn theo quy định ạ? Thì đối với ngành Tài nguyên Môi trường, đối với đứng về vai trò quản lý nhà nước về cái kiểm soát cái độ ồn, thì sắp tới thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng sẽ tiếp tục phối hợp với lại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với cái đội kiểm tra liên ngành và tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra cũng như là tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện tốt các cái quy định về quản lý âm thanh tiếng ồn mà không ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Đặc biệt là phối hợp với lại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là sẽ làm một số, chọn một cái số đối tượng điểm để chúng ta thanh tra kiểm tra và nêu gương. Song song đó thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên Môi trường các huyện thị cũng tăng cường phối hợp với các phòng văn hóa, thể thao, du lịch và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra ở các cái địa phương, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho các cái cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường để làm sao thử thụng. Hiện nay thì cái máy đo độ ồn thì đã đều trang bị cho các Phòng Tài nguyên Môi trường, mỗi Phòng Tài nguyên Môi trường một cái máy đo độ ồn rồi. Thì như vậy sắp tới thì Sở Tài nguyên Môi trường sẽ tiếp tục tập huấn cho các cái cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường để sử dụng thành thạo và xử lý kịp thời đối với những trường hợp ở các địa phương. Song song đó thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng tuyên truyền nhắc nhở, đặc biệt là đối với cán bộ công chức, viên chức của ngành, cán bộ đảng viên thì phải gương mẫu để cho cán bộ công chức, gương mẫu để cho người dân trong xóm giềng, trong gia đình thực hiện. Song song đó thì là cùng với các đoàn thể Mặt trận Tổ quốc và các cái ủy ban dân xã phường thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng tiến hành cái công tác tuyên truyền và ở các khóm ấp cũng như là ở các cộng đồng dân cư đưa cái tiêu chuẩn mà vi phạm bình xét trong cái về tiếng ồn này vào cái bình xét gia đình văn hóa ở các cái khóm ấp trong các cái đợt bình xét thi đua hàng năm. Dạ, nhân ái xin được cảm ơn bà. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp những thắc mắc của quý khán giả xem đài. Thưa ông Nguyễn Ngọc Thương, một bạn xem đài ở phường 2 thành phố Sa Đéc có nêu câu hỏi nhờ ông giải đáp, đó là một quán nhậu đối diện nhà tôi tầm từ sau 10 giờ đêm là xuất hiện những nhóm thanh niên hát hò với âm thanh rất là lớn. Trường hợp như thế thì có xử lý hay không, hay là có can thiệp gì hay không ạ? Nội dung này ở trên đài hỏi có hai ý, tức là sau 10 giờ thì đã là vi phạm rồi thì chúng ta sẽ xử lý. Còn ai xử lý thì có nhiều cơ quan, nhưng mà cơ quan chính sau 10 giờ đó là vi phạm trật tự an toàn an ninh xã hội thì sẽ là ngành công an trực tiếp quản lý giám sát xử lý nhanh nhất. Dạ, như vậy là chúng ta sẽ báo với lại công an tại địa phương, tại phường để có sự can thiệp kịp thời. Tiếp tục chương trình thì khán giả Trương Vĩnh Quyền Dinh ở Chợ Mới An Giang cũng có đặt câu hỏi với chương trình. Khoảng cách từ nơi diễn ra tiếng ồn karaoke đến các nhà xung quanh bao nhiêu là không vi phạm? Và nội dung thứ hai đó là một địa điểm karaoke gia đình cách nhà tôi 200m nhưng vẫn rất ồn, điều này có vi phạm hay không? Xin được mời bà Vũ Thị Nhung ạ. Xin cảm ơn anh Quyền Dinh. Thì xin trả lời câu hỏi của anh. Cái ý thứ nhất là khoảng cách từ nơi diễn ra tiếng ồn đến các nhà xung quanh thì hiện nay là cái việc vi phạm tiếng ồn thì không có quy định về cái khoảng cách. Mà cứ miễn mà gây tiếng ồn vượt quá 55 dB hoặc là 70 dB theo cái thời gian quy định tôi trình bày ở trên thì là bị xử phạt theo quy định.
Và ý thứ hai anh hỏi đó là cái điểm kinh doanh karaoke của nhà anh cách 200m nhưng vẫn bị ồn, thì nếu mà anh báo cho lực lượng cơ quan chức năng đến kiểm tra, nếu vượt quá cái độ ồn cho phép như tôi trình bày ở trên thì vẫn là bị xử phạt theo quy định bình thường, chứ không có phân biệt là khoảng cách 200-500, miễn có gây tiếng ồn vượt cái tiêu chuẩn cho phép của quy chuẩn 26 thì đều bị xử phạt. Dạ. Tiếp tục thì xin được mời ông Nguyễn Ngọc Thương sẽ giải đáp thắc mắc cho anh Giang ở Châu Thành với nội dung câu hỏi là trường hợp nhà hàng xóm đi nhậu về mở nhạc lớn hết công suất, như vậy thì báo cho ai, ở đâu, đã từng báo cho công an xã thì phía công an nói là trong giờ được phép, như vậy có đúng hay không ạ? Như một số câu hỏi tôi trả lời cũng như chị Nhung đã trả lời trước đó, tức là quy định về giờ hành chánh là từ 6 giờ đến 22 giờ, nếu sau 22 giờ là chúng ta đã vi phạm. Đã vi phạm về độ ồn thì lĩnh vực tài nguyên môi trường quản lý về độ ồn môi trường thì xử lý. Còn chúng ta có hành vi thái quá, mất trật tự công cộng hay là trật tự an toàn xã hội thì công an sẽ xử lý vi phạm theo nghị định 167. Nhân ạ, xin được cảm ơn phần giải đáp của ông. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng chương trình thì có hạn, nhưng mà chúng tôi cũng đã nhận được khá nhiều câu hỏi từ quý khán giả xem đài. Thế nhưng mà không đủ thời gian để các diễn giả có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý khán giả. Mong quý khán giả thông cảm. Thưa quý khán giả, suốt 45 phút hơn của chương trình, các diễn giả đã cung cấp rất là nhiều thông tin, đặc biệt là giải đáp trực tiếp những thắc mắc của quý khán giả xem đài. Thì chúng tôi cũng hy vọng là phần nào sẽ giải tỏa được những thắc mắc đó. Và bên cạnh đó thì còn giúp cho quý khán giả xem đài hiểu rõ hơn về việc mở âm thanh quá lớn, đó là vi phạm về pháp luật. Và chúng ta cần phải lưu ý một cái điều, đó là tiệc vui của nhà mình thì cũng đừng có làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của những người xung quanh, đặc biệt là làm phiền hàng xóm nữa. Rất cảm ơn các vị diễn giả đã dành thời gian để tham gia chương trình trực tiếp ngày hôm nay. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp. Và xin được cảm ơn bà Vũ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp. Thưa quý khán giả, chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 15 giờ ngày thứ Tư, ngày 9 tháng 11 năm 2016. Còn bây giờ thì chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.